Bây giờ chỉ mong là mạnh thường quân ủng hộ được bao nhiêu thì mừng bao nhiêu để lo cho vợ với cho con của chú, đúng không? Chứ bây giờ bệnh đó thì con biết là cái bệnh ung thư thì nó nặng lắm. Con nghe nói là cô bây giờ cũng đang rất là yếu rồi. Chú buồn mà chú không có thể nào mà nói được cái gì luôn. Vợ con mình như vậy, bệnh hoạn gì đâu có ai muốn đâu. Hết con mới chuyển về chưa buồn chưa hết, bây giờ cô lại nhập viện nữa rồi, chú cũng biết tình hình như thế nào luôn. Thì chú không có đi vô viện thăm 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 cô sao? Nói chung ở trển bác sĩ thì người ta cũng một phần người ta muốn chạy rồi, tại vì người ta nói là thời kỳ cuối rồi, chị cũng không chị được thì em thấy vậy thôi, với lại gia đình cũng không có điều kiện nên giờ nằm ngoài trển thôi, trển về. Dạ xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Pagina TV. Dạ thì hôm nay thì em đang đến thăm một cái hoàn cảnh của một gia đình có 5 người, thật sự đang gặp rất là nhiều khó khăn. Gia đình 5 người nhưng có tận tới 3 người mắc bệnh. Người con gái 26 tuổi thì mắc một căn bệnh ung thư máu, thì sau khi điều trị ở trên bệnh viện Chợ Rẫy nhiều lần thì bác sĩ cũng như là đã không có còn cách nào để trị, em cũng mới được đưa về nhà. Còn người mẹ thì bị một căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, hiện tại thì bệnh đã tái phát cũng như là mới đi nhập viện. Sau khi con gái cũng như là điều trị và được chuyến xe không đồng của chú Thám Sang đưa từ ở thành phố Hồ Chí Minh về. Dạ thì bây giờ em mời cả nhà cùng em vào bên trong gia đình để hỏi thăm, để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này nha cả nhà. Dạ con chào chú nha. Dạ thì con được một lời giới thiệu đến đây để chia sẻ cũng như là hỗ trợ cái hoàn cảnh gia đình của chú á. Con nghe nói là hiện tại trong gia đình mình là có mấy người bị bệnh. Chú tên gì? Chú tên gì? Tên Lợi. Chú tên Lợi. Hôm nay chú Lợi nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. 62 tuổi. Con nghe nói là con gái của chú là đang đang bị bệnh, là bệnh gì vậy chú? Bệnh ung thư máu. Ung thư máu. Là cũng như là bệnh viện lên lên bệnh viện trên thành phố á, là điều trị. Còn bây giờ là cũng đã trở về đây rồi. Trở về. Về tình hình sức khỏe mấy nay là con của chú thấy nó như thế nào chú? Thì nó cũng nằm nó chịu kia. Ăn được miếng cháo. Ăn được miếng cháo. Nó ngay nó hơi tỉnh hơn bữa trở về. Ở trở về tôi thấy giờ tôi chịu không nổi. Thấy con mà những đứa ruột không biết nói sao. Người Được. vợ làm gì á. Còn bây giờ là vợ của chú là cũng phát bệnh cũng như đi nằm viện rồi, là bệnh ung thư luôn hả chú? Trời ơi, là chú có mấy người con lận? Ba đứa. Ba đứa, ba người con. Là con gái là con gái thứ thứ hai nhỏ nãy đó. Dạ nhỏ thứ ba là bệnh đó. Dạ thằng nhỏ học. Trai trai út là học. Cô thì bệnh bệnh ung thư đó là lâu chưa chú, bị lâu chưa? Bị chắc hôm Tết đó. Dạ Là phát hiện ra ha. Lúc dịch dịch đó thì nói chung là bả cũng nóng lạnh nhức đầu này kia, phải dạ làm lục bệnh đó, dạ rồi thấy mua thuốc lơ là thôi, lúc dịch đâu đi đâu được đâu, rồi dạ sau mới đi xuống Cà Bè, dạ xuống bệnh viện nè, đặng siêu âm này kia, rồi nó chứng nó chuyển bả lên Chợ Rẫy luôn á, dạ rồi đâu nằm trên thời gian thấy con không hết rồi, cái trở về về lên cho ông thầy thuốc nam cho nó dạ hút mấy chục thang uống, dạ uống còn thuốc dốc rồi uống đâu thì khoảng chục thang hay không thấy, có bớt không bớt, thấy ngày thấy mệt thôi, thấy mệt thôi rồi ăn uống không được nữa, ăn được chén cháo rồi dạ ai cho gì ăn cũng không được chơi, rồi dần 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 thấy bụng lớn rồi, cái giò sưng nguyên hai cặp giò sưng hết. dạ Rồi mới thấy hôm qua thấy vậy thôi, chị nấu đi làm viện luôn, nhỏ em nó kêu quá đi. Thấy không ổn rồi. Thấy không ổn đi qua bển. Qua bển giờ nó thành cũng nó lắc đầu đó. Trời ơi, là yếu lắm luôn hả chú? Bệnh này nó không có chữa được.
Rồi ung thư là ung thư gì chú? Ung thư máu luôn hay là? Không có, cái này không có, chắc ung thư gan. Dạ. Ung thư gan hay là gì? Chứ không có ung thư máu. Nó có ung thư máu. Dạ. Con gái chú là 20, nãy chú nói hai mấy tuổi? 26 tuổi, rồi bị ung thư máu, điều trị trên Sài Gòn cũng rất là lâu rồi nè. Bây giờ là như là bác sĩ nói là không có cách nào điều trị nữa nên trả về. Hôm bữa con có thấy thông tin là bên chú Tám Sang á, chuyến xe không đồng là trở về đúng không chú ha? Dạ. Người chú thì thường ngày ở nhà là chú đi làm gì để kiếm tiền để lo cho gia đình? Là mình ta kêu mình làm cái dạ, đi làm thuê mà, chứ mình có như vừa mình cũng vài tiếng hồ xong thôi. Dạ. Mình ta kêu mình làm cái thôi. Dạ. Còn giờ ta thấy là... mình lớn tuổi ta có kêu chứ mà. Ồ, thấy lớn tuổi là không có kêu luôn. Kêu phần theo. Dạ. Phần công lực mình theo đúng đồng tiền. Dạ. Còn mình bằng yếu thay gì bằng yếu hàng kia 300 cũng trả mình 300. Dạ. Đọc vậy. Người ta không kêu mấy người mạnh giỏi. Còn em nay là ở nhà thôi. Rồi, dạ. Rồi tiền đâu mà chú lo cho vợ rồi cho con của chú mà bệnh thì như vậy. Ở xóm nghiền ta giúp đỡ chút đỉnh thì cũng để cho đi. Thành dạ. Ra đi vô bệnh xuyên á đâu đi vô nổi đâu. Ồ. À, có chừng 5-10 triệu đi đâu như nổi. Dạ. Thì người ta giúp người cho chừng 200-300. Dạ. Thuốc thang này kia chứ đâu có cho nhiều. Không có đâu. Dạ. 500 là dữ lắm rồi. Dạ. 200, 100 cũng có. Thì dạ. gom lại. Có ít lòng nhiều chú ha. Đó, thì có ít lòng nhiều đó. Mình gom lại cho vợ con chị bệnh trước. Từ hôm đó nay thì cũng có một chung mớ tiền. Dạ. Vài chục triệu mà. Tụi nhỏ này, chị nhỏ này, bà này ở nhà đâu có tiền đâu. Mới gom được đâu 7-8 triệu rồi đi bệnh. Dạ. Dù chân á nó nói vậy thì đâu dám vô. Dạ. Mấy bệnh này điều trị tốn rất là nhiều tiền. Tư. Dạ. Yeah. Nằm viện tỉnh có bảo hiểm này kia đó. Dạ. Thì là con gái là không có bây giờ là cũng như là về đây có uống thuốc gì không chú? Hay là thì có uống thuốc nam là không chứ. Ờ, chứ cũng không có. Đưa đi chị đưa nè chị có. Đi uống thôi. Chịu đau quá rồi mình chịu không nổi. Dạ. Uống vô nó ngủ. Dạ. Ngủ hết suốt đau rồi. Dạ. Tôi nghiệp chú bây giờ. Con nếu bây giờ bản thân tôi bó tay. Không có đường nào để nó. 1, 2, 3, 4. Vợ thì cũng bị bệnh ung thư, cũng như đi nằm viện. Con gái thì cũng mới. Chỉ là con gái là mới về xong rồi vậy. Ung thư là thời cuối luôn. Trời ơi. Nhưng mà hai bình thường. Thời cuối nhưng mà má cũng còn đi được nha. Dạ. Nhưng mà ăn thì không được, ăn chén cháo chứ không ăn nhiều được. Dạ. Thật ra ngày ăn được ngày người ốm. Ốm mà cái bụng bự. Rồi chứ. Bụng bự lên. Bự. Là phát bệnh rồi đó. Hôm bữa là con thấy là lúc mà bên chuyến xe không đồng trở về thì lúc đó cô còn cũng như là còn bình thường nhưng cái bệnh nó chưa có phát. Dạ. Vậy là cách mấy hôm là đầu là phát bệnh ra. Lúc đó là bụng em bự. Ồ, bụng bự hả chị? Chân mẹ sưng lắm. Dạ. Nhưng mà tại gán á. Dạ. Dạ. Bụng em bự lắm. Dạ. Đất chết. Nói chung là nó không có tiền sớm. Dạ. Lúc trước thì mình cũng không có nhiều tiền, mình đi mình mướn thì có nhiều tiền mà đi. Dạ. Hốt thuốc nam là kia uống. Chứ mình không có tiền mà để điều trị cho nó đúng cái quy trình ha. Cứ mua uống thuốc rồi tạm bợ vậy thôi. À, thuốc nam này kia. Dạ. Thuốc nam thì nó cũng như đi tiền xe là kia thôi, không có tiền nhiều. Dạ. Tiền xe chứ ăn uống thôi, đâu có tốn tiền. Thuốc. Tội nghiệp chú không, con thấy chú ngồi mà chú buồn hiu à. Giờ con không biết như thế nào luôn, giống như hụt hẫng quá trời, con bệnh, rồi vợ bệnh nữa. Rồi còn giờ chú lại không có khả năng đi làm để kiếm tiền nữa. Sao mà gia đình mà 5 giờ bị bế tắc như vậy trời. Em thấy đó, nó mất rồi.
thấy chú ngồi buồn hiu à, bây giờ cô chú cũng giờ chú không biết sao nữa. Con gái thì mới ở bệnh viện đem về, bây giờ vợ thì lại phát bệnh nghe, cũng như đi nằm viện nữa. Rồi chú trong người chú có bệnh gì không? Chú cũng như cái nạn nó nổi vậy, ngứa mà đi mà không được. Chú bị gì ghê vậy? Nổi cái gì vậy chú? Kiểu như làm thùng cái hầm ta, dạ. Nó ngứa. Dạ. Chú gãi nó vậy đó. Mà bằng ngày nó cũng không đỡ chút, mà đêm nó ngứa cũng không được. Trời ơi, chú cũng bị bệnh. Chú có đi khám thử coi bị gì chưa? Chưa đi. Đâu con coi cái tay chú dạch chú con coi coi. Trời ơi, nó nổi gì? Là bị cái tay này không hả chú, hay chỗ nào nữa không? Tay giò, hai tay giò. Giò này là nó bị nhiều. Trời ơi. Ôi chú cũng bị bệnh cái gì, nổi cái gì quá trời luôn. Nó ngứa, nổi. À nó bị ngứa hả chú? Có xuất thuốc gì không? Có, trước nhỏ nó còn mạnh nó mua thuốc về. Dạ. Về sức mà nó không có chai thuốc nó xíu nè, cũng 300 ngàn. Chai mà sức không hết sức. Dạ. Uống thuốc rồi mua thuốc uống không hết, nó bị ngứa vậy. Phải này phải đi khám vô bệnh viện da liễu khám. Mà giờ con như vậy rồi vợ bệnh như vậy nữa thì chú đâu có nó bây giờ nếu ai không phải mua bảo hiểm nữa. Dạ. Trời, nhìn cái tay chú nè. Nhìn giống một cốc á, một cốc, một ké gì đó. À. Mới đầu nổi như một cốc. Cốc đúng không chị? Dạ. Sao từ mẹ cho đi nhầm nước nó bị viêm da là nó nhiễm hay sao đấy. Nó nổi ra nhiều. Nổi nhiều. Trời ơi. Đợt đó em cũng có đi nhưng mà đi bệnh viện ở đây thôi. Dạ. Dạ. Không có đi tuyến trên. Dạ. Cũng chưa có đi khám coi cụ thể coi nó bị gì đúng không chị? Dạ. Ủa chị là con gái lớn hả? Gái lớn của chú hả? Dạ. Hỏi thăm chị chút xíu ha. Để đây đây. Là chị... Chị hay tin là em gái cũng như là mẹ bị bệnh là chị đi về đây thăm rồi chăm cho em luôn hay sao chị? Dạ. Dạ. Chị có gia đình rồi. À hai bé này là con của chị luôn. Dạ. Mà chị có gia đình ở đâu lận? Em có chồng cũng gần đây hả? À cũng gần đây thôi ha. Dạ. Dạ. Gần qua chợ cái chỗ. Dạ. Chỗ đầu vịt ruộng á. Dạ. Và hiện tại chị đang chăm cho em gái bị bệnh ung thư máu mà bác sĩ. Bé nó bệnh. Từ hồi phát bệnh nó giờ chắc chưa được 3 tháng nữa. Lúc mà nó phát bệnh thì em đi nuôi nó tới giờ luôn đó. Dạ. Đi lên chỗ ảnh thì người ta ở chỗ anh thường 5 ngày, 6 ngày thì bác sĩ cho về. Dạ. Về rồi nếu có triệu chứng rồi đi lên lại. Dạ. Đi chợ gãy mới có 3 lần đó. Đi chợ ảnh là nằm viện luôn hay sao chị? Dạ, đi được nhập viện. Đi chợ ảnh là nhập viện xong người ta truyền máu rồi truyền tiểu cầu rồi người ta cho về. Dạ. Lần cuối cùng thì đi là nó không lần mới đây là đi. Bác sĩ đưa nói là đi về chứ không có thuốc gì để đi điều trị nữa hả chị hả? Nói chung á, điều trị á thì người ta không có điều trị dứt điểm. Dạ. Tại vì đợt này lên hèn tiên nó bị nhiễm trùng máu. Dạ. Thì ta chỉ truyền kháng sinh thôi, nó không có làm gì hết. Dạ. Truyền kháng sinh rồi cái vô nó mệt, ăn không được 6-7 ngày trời mà không ăn được gì hết trơn. Dạ. Yếu ngày nào lên cũng mệt chứ thở là lên không à. Dạ. Rồi bác sĩ nói là để truyền kháng sinh ăn việc cái đó nhưng mà truyền 7-8 ngày là không hết. Không ấy mà càng ngày càng tăng á. Rồi em thấy vậy thôi em chở em mới về. Dạ. Lỡ thì có gì chở thì em một mình em cũng không có làm gì được. Dạ. Em mới chở nó về nhà. Ồ là chị đi theo để nuôi em mình ở trên dạ. Sài Gòn. Dạ. Hai nhỏ thì chở chú. Dạ. Đó, lúc nó là mạnh á. Đừng nói chị con. Hai bé. Nó đây cho mẹ, lúc đó mẹ cũng còn đỡ khỏe để dạ. Tiếp. Con muốn ăn nó đi. Cho ăn cơm với nước tương không vậy? Cơm chan nước tương vô là ăn gì đó hả? Dễ ăn quá. Nước tương thịt chiên mà dạ. Lại nó ăn thích ăn vậy đó. Rồi hôm nay chị chăm sóc cho em gái là thấy tình hình sức khỏe có thấy như thế nào chị? Nhưng mà bữa nó về nó mệt lắm. Nhưng mà về đây rồi mình cũng cho ăn uống. Dạ. Đã đỡ rồi nhưng mà mặt còn sưng. Dạ. Mặt giờ nó sưng lên tới bịch lên tới mắt luôn, hết thấy mắt luôn. Trời ơi. Ăn nước. Ăn
thì cũng ăn được, ngày ăn cứ ăn được ăn được trứng cháo cháo anh nấu nhuyễn này mà ăn thôi chứ giờ răng cũng không có nhai được nữa. Dạ. Cái răng nó giờ nó sưng nó bị cứng luôn rồi. Nhìn đỡ dạ. Không không có nhai được. Nhìn đây nhìn chăm đây. Đừng có nói chuyện. Đừng có nói chuyện. Để nhìn. Hai chú quay kìa, chú nói kìa. Hiện giờ là em nó có nói chuyện gì được không chị? Có nói chuyện gia đình được không? Được. Hôm bữa về là thấy mệt lắm luôn đúng không? Dạ. Bây giờ đã đỡ rồi, đỡ hơn bữa về rồi. Đi tới đi lui được chưa chị? Đi từ từ được. Dạ. Nhưng mặt thì còn sưng lắm. Dạ. Còn sưng nhiều. Cũng không chị được. Dạ. Thì em thấy vậy thôi, với lại gia đình cũng không có điều kiện nên giờ nằm ngoài chảnh em chảnh về. Dạ. Dạ thì ai chỉ cái gì thì em cho nó uống cái đó thôi chứ. Cầu mai thôi. Dạ. Cái bệnh này giờ nhà tới mình có mấy người mà tới hai người bị bệnh ung thư, mà chú thì tay chân chú rồi nè, nhìn thấy này chú phải đi khám, phải vô bệnh viện khám cho con như thế nào chứ để nó ngứa nhiều lắm rồi sao chú chịu nổi. Dạ. Tối nó ngứa dữ lắm rồi em cái thôi ngủ được. Dạ nó nổi thì giống như một cốc mà nổi đầy hết trơn luôn. Ừ. Muốn được rồi vợ con bệnh nữa thì nhớ lại cũng giờ như vợ con bị vậy rồi chú không có lo cho bản thân luôn, cứ nói kệ sao nó kệ cho nó đi chứ. Trời mẹ nói một tiếng không nghe. Tội nghiệp không? Con tội nghiệp không cả nhà. Bây giờ rồi qua chương trình của tụi con thì chú lợi đúng không? Chú có cái mong muốn gì không? Muốn gửi đến quý khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân trong ngoài nước không chú? Chú nói đi. Chú có cái mong muốn gì không? Thì giờ chú thì cũng mong muốn kia Mạnh Thường Quân có ủng hộ chú. Phần dạ. Nào thì chú cảm ơn chứ chú không biết nói gì hết. Dạ. Bây giờ chỉ mong là Mạnh Thường Quân ủng hộ được bao nhiêu thì mừng bao nhiêu để lo cho vợ với cho con của chú đúng không? Chứ bây giờ bệnh đó thì con biết là cái bệnh ung thư thì nó nặng lắm. Con nghe nói là cô bây giờ cũng đang rất là yếu rồi. Rồi con thì cũng bệnh nặng như vậy. Hôm bữa về con thấy là về là em nó mệt dữ lắm. Chú cũng cố gắng. Ôi trời ơi. Giờ chú cũng như là chú buồn mà chú không có thể nào mà nói được cái gì luôn. Vợ con mình như vậy, bệnh hoạn gì đâu có ai muốn đâu. Hết con mới chuyển về chưa buồn chưa hết, bây giờ cô lại nhập viện rồi chú không biết tình hình như thế nào luôn. Thì chú không có đi vô viện thăm cô sao? Chú chưa đi. Chưa đi luôn hả? Có điện về báo là tình hình sức khỏe cô là yếu rồi thôi chứ cũng không biết sao luôn hả chú? Ừ. Chú ngay ngồi nhà chú chờ thôi. Nó điện qua bệnh. Dạ. Nhà mình là cũng hồi nãy chú nói là nhà mình là cũng nhà tình thương người ta cho đó chú mới cất đó hả? Ừ. Giờ kia nó xin rồi. Dạ. Xin tài thiện bên An Giang. Dạ. Chứ đó giờ thì chú cũng đi làm mướn thôi để lo cho gia đình. Ừ. Trước thì tất cả nhà cây. Dạ. Thì nó muốn chập rồi, nó dạ. Thấy gì nó xin giùm. Vậy là con gái là đang bệnh ung thư đó là cũng chưa có gia đình luôn. Hai mấy tuổi rồi chưa có gia đình. Sao? Chỉ có con gái lớn là có gia đình thôi, có hai cháu hồi nãy thôi. Ở nhà gia đình thì có mấy người mà đã có tới hai người bị bệnh ung thư rồi, chú đây thì đang bị bệnh gì nữa nè, cái tay chân nổi đầy một cốc hết. Tội nghiệp. Thì qua chương trình thì em cũng rất là mong quý khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân khi mà xem được video thì chia sẻ rộng rãi, cũng như là Mạnh Thường Quân trong ngoài nước thì khi mà xem được hình ảnh này thì chung tay để giúp gia đình của chú, để gia đình của chú vượt qua cái khó khăn này. Hiện tại thì gia đình chú đang rất là khó khăn luôn. Chú thì không có làm gì ra tiền hết. Con trai Út thì đang đi học. Còn
con gái cũng như là vợ của chú là đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tình hình sức khỏe thì cũng rất là nặng luôn. Nó thì hôm nay con đến đây thăm thì con cũng xin trích 1 triệu đồng của cô Phượng ở bên Mỹ gửi cho chú, trước mắt là như vậy ha chú ha, để cho chú lo cho cô cũng như là con gái của chú. Đây con gửi 1 triệu đồng của cô Phượng ở bên Mỹ á, gửi cho chú ha, để chú lo cho gia đình ha. Hy vọng dạ chú cảm ơn nhiều, bây giờ chú không biết nói gì ha. Dạ cảm ơn cô Phượng. Dạ thì chú nó thấy gì, hồi nãy khi mà tụi em đến á, thấy chú ngồi mà thấy tội nghiệp lắm cả nhà, chú buồn mà chú nói chung là không biết nói gì hết tại vì dạ giờ vợ bệnh như vậy, con gái nữa, chú thì cũng lớn tuổi, chú cũng có bệnh nữa, rồi chú đi làm thì giờ không ai mướn hết, nên là nhà thì chỉ được có nhà tình thương thôi, trong đây thì được nhà tình thương của nhà nước cho, còn cái thu nhập gia đình thì cũng như bây giờ là bế tắc luôn rồi. Thì qua clip thì cũng gửi lời cảm ơn đến cô Phượng ở bên Mỹ đã gửi cho gia đình 1 triệu đồng, thì em cũng rất hy vọng sắp tới đây thì lại nhận được sự hỗ trợ từ Quý Mạnh Thường Quân ở trong ngoài nước, hỗ trợ cho gia đình cứu lợi đây. Giống như chú trong đầu bây giờ nói chung nó nhiều chuyện, nhiều cái nỗi buồn quá nó ập tới cùng một lúc. Cơm hồi sáng giờ sáng giờ ăn không nổi luôn hả chú? Trời ơi chú uống nước chú, bây giờ chú nói ăn uống gì cũng không nổi hết, khi mà thấy vợ con của mình như vậy. Chú mà có thời gian thì chú phải đi khám lại coi cái bệnh của chú bị cái gì mà nổi nhìn ghê quá, để mốt nó lây lên hết người là lúc đó là nặng là mệt lắm á chú. Mình đi khám để mình điều trị sớm. Dạ chú cố gắng giữ gìn sức khỏe ha, con đến thăm vậy thôi ha, con đi về nha chú. Dạ dạ dạ, chắc em cũng xin tạm khép video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo. Dạ em xin cảm ơn và xin chào ạ.